Trời, nó hát liên tục kìa bạn, thấy ghê không? Đây thằng em bên chọc chết chơi cho vui chứ có gì đâu anh em. Đợt thằng Long có ra Sài Gòn. Đợt Long nó có ra Sài Gòn chơi với anh em mình. Đợt đấy thì anh em cũng đi ăn, đi coi phim các thứ. Chứ thằng này được. Đây là một trong những thằng nhóc 2K mà 2K chín chín, nhóc là 2K không? Long nó 2K. Đây là một trong những nhóc 2K mà nó thật mình cực kỳ lễ phép các bạn. Long dắt Vĩnh Phúc ở trên game trẻ trâu vậy thôi chứ ngoài lễ phép cực. Toàn là giả thưa. Cực kỳ lễ phép. Mình rất là có ấn tượng tốt với thằng Long dắt này. Ở ngoài toàn giả thưa một anh Hà hai anh Hà, mình cực kỳ thích những gọi là bạn nhỏ tuổi á, bạn nhỏ tuổi mà mặc là lễ phép ấy, cực kỳ thích.